Kính gửi ban biên tập chân dung bạn thơ, giọng đọc và diễn ngâm nghệ sĩ Tuyết Nhung, biên tập video nghệ sĩ Vũ Kim Thanh. Với ngòi bút sắc bén chứa chan tâm huyết của nhà thơ Nguyễn Thu Hải đã miệt mài khắc họa biết bao chân dung bạn thơ, từ xưa tới nay đi vào trái tim bạn đọc một nỗi niềm ưu ái và thánh thiện. Đọc các bài viết và thơ của ông, người ta cũng khó mà mường tượng được tuổi tác hay nơi cư ngụ là xa hay gần, mà chỉ thấy sự gần gũi giữa trái tim tác giả và trái tim nhân loại, rất trẻ trung, mạnh mẽ, tỏa lan dòng máu nóng văn chương nghệ thuật bất hủ, thân mật, và sự thật đó không thể phủ nhận được ở ông. Nghệ sĩ Hoàng Mạnh Hùng với giọng ngâm thơ truyền cảm, đam mê, đêm ngày miệt mài, thổi hồn vào các bài thơ như một duyên nợ truyền kiếp mà ông phải đeo mang, gồng gánh trên vai như một hành trang vô cùng cần thiết trong cuộc đời, không thể gỡ bỏ được. Ông như người nghệ sĩ tạo hình, cẩn mẫn, chắp cánh những bài thơ như những cánh bướm thần tiên, muôn màu muôn sắc, tung bay trong khung trời mùa xuân mộng mị. Đã có nhiều bài viết về thân thế và sự nghiệp của ông rồi. Tôi không đề cập tới thì rất nhiều người cũng am tường về ông. Một tấm gương chăm chỉ và tươi sáng trong gia đình. Sự nghiệp và cuộc đời làm nghệ thuật, ông đem tới niềm vui sống động cho từng bài thơ cùng bài hát chèo của mình và của các tác giả muôn phương. Ông đã được nhiều bạn hữu, nhà thơ và người yêu thơ mến mộ. Các tác phẩm nghệ thuật được tung bay trên hành tinh này cũng phải kể đến thành tích không hề nhỏ của ông già nhà quê Trịnh Ngọc Dung. Ông là một người vượt khó, mang đầy thương tích trong tâm hồn cũng như cơ thể qua cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Trở về với quê hương, không vẹn toàn cơ thể, nhưng ông đã vượt khó không ngừng để trở thành một chiến binh không hề tàn phế. Ông tự mày mò, rèn luyện và trưởng thành trên con đường tìm hiểu khoa học kỹ thuật để hòa nhập với thế giới cộng đồng mạng thời hiện đại. Ông như một chiếc kiềng ba chân vững chắc trong ban biên tập chân dung bạn thơ, được sáng lập để hâm nóng truyền lửa và lưu giữ những nét đẹp nghệ thuật cùng hình ảnh tuyệt vời với các tâm hồn thơ muôn nơi. Vũ Kim Thanh xin gửi tới toàn ban biên tập lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất từ trái tim người xa xứ. Các vị là quê hương, là cội nguồn và cũng là những con sông đêm ngày tâm huyết chuyên chở phù sa màu mỡ bồi đắp vào hồn người những cánh đồng ân tình mà tiền của cũng khó mà mua được. Chúc quý vị cùng gia đình mạnh khỏe, an lành, tràn đầy hạnh phúc và thành công nối tiếp thành công. Mời quý vị và các bạn thưởng thức bài thơ Nhịp cầu kết những mong manh qua giọng ngâm nghệ sĩ Tuyết Nhung. Tuyết trắng mưa rơi, Việt Nam ấp ủ khoảng trời nắng êm. Thơ nồng ấm áp đêm đêm, xua tan băng xa dồn thêm.
Cảm thông nhau đến tận cùng, hai dòng sông cuồn hòa chung tiếng lòng. Quê hương gọi lúa cho đồng, xứ người chịu nặng đeo bông nhớ cùng nỗi niềm chung. Xa vàng máu đỏ bao dung chuyện đời, dẫu còn xa vắng ngàn khơi, chưa lần hội ngộ gọi mời nâng ly. quạnh hiu miên man nỗi nhớ chất chiêu nghĩa tình, sóng lòng viết vẽ quang vinh, hoa thơm nguồn cội nở sinh cháy lành. Nhịp cầu kết những mong manh, sông tàn bão tành trong xanh tuyệt vời. Người ơi chẳng hết đầy vơi để dòng sông hát ngàn đời ngợi ca. Thank you.